most beautiful woman. What's your story? Right now, look at Jesse. What's your sign? Okay, it's now. Like we're twin flames in a different life. Deep connection. Okay, finally, we see each other again, right? It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. We're living like this. Hello mọi người, welcome back to It's Brian's World. Ngày hôm nay nè mọi người, bây giờ mình phải sửa soạn rời khỏi cái căn hộ ngay đây của Landmark 81. Bây giờ mình phải thu nhập mấy đồ đạc hết tùm lum tà lạc. Yeah, thu xếp nè. Brian quay lại nha. Đó, bây giờ mình phải quần áo nè, quăng tứa tứa nè mọi người. Bây giờ mình phải đi dọn, thu xếp lại. Xong rồi ôi trời. Bây giờ mình phải thu xếp. Thì mình sẽ thu xếp đây. Xong rồi mình sẽ đi qua cái chỗ mà đặc biệt. Mọi người phải nói xem. Chắc mọi người cũng biết rồi. Mình sẽ đi qua bên khu vực Park Hyatt bên Sài Gòn. Thì Brian nghe là bên đó là rất là đẹp. Brian đã vô rồi, Brian đã coi rồi. Mà bên đó thiệt rất là đẹp. Mà Brian chưa có trải nghiệm bên đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ qua bên đó trải nghiệm. Mà mình được anh Huy gọi là anh Huy bên đây, anh Huy đã giúp đỡ mình lấy được Executive Suite. Thì mình sẽ thử, giống như là maybe hy vọng như là mấy cái mà Different giống như là different room ở bên đó. Rất là đẹp nha mọi người. Thì mọi người đón xem nha. Đi, bây giờ mình sẽ thu xếp đồ vô, xong rồi mình sẽ rời khỏi đây. Let's go Sài Gòn, bye bye Sài Gòn. Cái phong cảnh này Ryan phải đi rồi. See you. Đó, cái phòng này Ryan say bye bye. See you. Đẹp thiệt. Phòng này ngay cái góc góc cảnh ngay đây thì đẹp ngó qua. Đó. Rồi mọi người, mình đã finally. Oh yeah, sáng quên đó. Rồi. Đó, mấy cái luggage mình phải đóng lại hết. Trời, không biết bao nhiêu cái luôn. Mình về có mấy cái, bây giờ sao mà nhìn thấy đồ xong nhiều hơn nữa. Quá trời luôn. Ok, bye bye Vinhome. See you next time. Bye bye. Let's go. Xin chào. Giờ mình đủ mấy ngày xuống rồi mọi người. Quá trời đồ luôn. Ok, mọi người ơi, mình sắp sẽ đi rồi. Dọn nhà. Bye nha. Bye Landmark 81. It's nice to know you. Bây giờ mình sẽ đi qua chỗ có đặc biệt hơn đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi qua Park Hyatt. Oh man, bên đó Brian phải cho mọi người sẽ trải nghiệm. Maybe mấy phòng mà executive, ok. Thì mình sẽ đi qua, chờ xe tới. Let's go. Simple minds want it all, take it off, 5 o'clock. What come the rocks? What come the rocks? Dirty socks, kitchen sink, bring it on, drink the drink, drink it off, kick it off, take it off, take it off, rhythm and blues. Sipping on gin and juice. Straight out of her comfort zone, yeah.
Đấy vô mọi người ơi, Park Hyatt nè. Ok bây giờ mình phải coi đưa vali lên. Rồi ơi mọi người, đó Park Hyatt đẹp chưa, nào cái chandelier. Bây giờ mình vô check in coi họ đưa mình phòng nào. Rồi mọi người, mình đang đợi chờ phòng nha. Mình đang ở dưới cái chỗ mà cà phê nè. Mình quay lại cho mọi người xem nha. Cho mình ly nước ngay đây. Ok. Đó, dạ mình nè, ở rồi mình đang ngồi ở dưới cái quán giống như là quán cà phê. Rồi cũng xinh xắn lắm. Nó giống như là cái team mà cũng ngày xưa giống như kiểu Pháp đồ á. Đó, cái gỗ trên tường đẹp lắm. Wow. Sau rồi mấy món ngay đây nè, mấy món dessert ngon mọi người. Mai mốt là Brian sẽ review cho mọi người coi. Mà bây giờ mình đang chờ phòng thôi. Xong lên phòng mình cho mọi người xem nha. Ok mọi người, bây giờ mình vô phòng của mình nè. Cái phòng này là anh Huy giúp đỡ mình mướn được. Cái phòng này là exclusive, gắn executive suite, sorry, executive suite. Ngay đây nè mọi người, thấy chưa? Cái phòng này thì nó khác mấy ngày trước mình có đi ở trên Instagram mình có để, mà cái phòng này hơi khác. Thì cái này là living room area ngay đây nè mọi người. Cái cửa sổ Brian khoái quá. Cái cửa sổ này nó làm giống như là kiểu mà Pháp á. Thật sơ nè mọi người, nhìn thấy không? Đi quanh đây giống như French tour, nó làm là giống như kiểu mà lãng mạn chút xíu, giống như mình đang ở bên khu vực Pháp. Xong bên đây là chỗ ăn. Xong rồi qua bên đây, wow, họ có mấy cái này, nhìn thấy đẹp chưa? Cái tủ nè. Tô nữa, cho. Tô lại đụng bể cái thôi, khỏi trả tiền nha. Xong rồi bên đây thì họ có cái này là kitchen nữa. Đó, mọi người nhìn thấy không? Kitchen, xong rồi ngay đây là refrigerator. Refrigerator bự quá ha. Đó, bự chưa? Đó, cà phê là ở đây là số 1 đó. Xung quanh đây là cái phòng của mình nè. Đó mọi người nhìn thấy chưa? Cái này là cái phòng của mình. Đó, cái phòng executive suite. Thì ngay đây là cái màn ảnh tivi. Xung quanh đây, đó. Chỗ làm make up hay là làm việc gì cũng được. Xong rồi một cái ghế ngay đây, mọi người nhìn thấy không? Xong rồi ngay đây là cái giường. Xong rồi mình đi qua bên đây. Thì cái này nó mở ra thành một cái chỗ khu vực mình để vali nè, trời ơi vali biết bao nhiêu cái luôn. Nghe không? Trời ơi. Quá trời vali luôn. Ngay đây Brian cũng khoái, cái này là cái walk in closet. Đó, kiểu mà đi vô. Xong rồi bên đây là cái phòng tắm. Nè, đó mọi người thấy không? Phòng tắm thì là như vậy. Ở ngay đây là stand up shower. Ok. Cũng là marble, đẹp chưa? Xong rồi bên đây là cái bathroom. Cái tub. Đó, tub cho mình đi tắm mà chắc không biết mình có bao giờ xài không á. Ở bên đây là hai cái sink compartment, khỏi cãi nhau nữa. Xung quanh đây là toilet riêng biệt, ok. Toilet đi cầu, xong rồi toilet nữa, cái này là giữa, ok. Thì đó. Ok mọi người, cái đó là một cái tour của cái phòng ngay đây. Ngày hôm nay mình sẽ ngủ trong cái phòng này. Thì anh Huy có làm một cái giống như là kiểu mà cho mình trải nghiệm ở trong Park Hyatt, là mình giống như là mỗi ngày mình sẽ trải nghiệm qua một cái phòng khác nữa, phòng đặc biệt hơn nữa hay là phòng như thế nào thì mọi người phải đón xem nha. Mà ngày hôm nay mình sẽ ở trong cái phòng này executive. Giá tiền là Brian nghĩ là cũng phải là ít lắm là bao nhiêu anh Huy nói? Cái này phòng này mình không biết cái giá tiền bao nhiêu nữa, mà ít lắm là Brian nghĩ là cũng phải là ít lắm mấy trăm một đêm gì đó, ở đâu đó. Ok,
Còn cái Brian biết là cái phòng mà tổng thống đó, là president đó, là cao hơn cái này á, là mấy ngàn bạc một đêm nữa, thì cái đó là khác nữa. Mà cái đó ngày xưa là President Clinton ở đây đó, là Park Hyatt. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi, mình có người bạn sẽ tới, thì mình sẽ hy vọng mình sẽ quay được cái đó, không biết có quay hay là không, mà mình sẽ cho mọi người xem nếu mình quay. Ok, bye. Trời ơi, hello again. Jesse đâu rồi? Oh my god, Jesse, look at Jesse over here. Ok mọi người ơi, mình gặp Jesse với lại Kate ngay đây bây giờ. The most beautiful woman in Vietnam right now, look at Jesse. Giờ mình sẽ order mấy bánh này nè mọi người, đi mình thử nha. Oh, passion fruit. Ok. Ngày hôm nay mình gặp lại Jesse nè, Kate nè. Trời ơi, hai người này nhớt quá. Finally we see each other again, right? Ok, được rồi. Yeah, ok, cappuccino. Nè mọi người. Rồi. Cái này là cà phê trứng nha. Cà phê trứng lại nè. Bây giờ không biết sao Brian kia cà phê trứng nữa nha. Ừ, cà phê trứng ngon. Buổi sáng uống. Vậy hả? Thì Brian nghe là cái chỗ mà khu vực gì mà ngay góc đường á, Brian có nhìn thấy trong một cái video của Jesse đi á, cái chỗ mà khách khách đi nè. Dạ dạ. Ngon. Mà nặng á, mà ngon. Ok nè, giờ kem dừa, giờ bánh. Dạ. Yeah. Kate, try kem dừa nha. Chấm nè. Here babe. I tried already. You try it? Okay, I'll try. So Jesse tried. Cái đó đi. Kem dừa ngon. Ngon quá. Vàng khoái là giống như nhằm nhiều dừa lắm hay sao, dừa khoái lắm. Cái vị nó rõ hơn. Quá rõ. Mà nó quá ngọt lắm. Việt Nam mà nó là dùng dừa với lá dứa giống như là vanilla vậy đó. Yeah. Everything that's signature. It's so good. I like it. Giá xìu không ăn hả? Thì không ăn. Yeah. Okay. Dạ thì đó qua bên đây đó. Đó mọi người, kem misu. Yeah. Béo, cái kem nó sò béo. Mà Việt Nam người ta mình ở đây làm không biết nó không ăn. Người mình thì mình thích hơi. Kem misu cũng đồng ngon quá. Còn người Mỹ thì rồi nè, calamari nè, rồi french fries. Yes. Nhớ Mỹ chưa? Nhớ Mỹ chưa? Jesse nhớ Mỹ chưa? Nhớ mà. Nhớ mà. Please come back nha. Mọi người. Calamari cũng really good. Oh, they dip it with tartar sauce? Yeah, tartar sauce, it's a marinara. What's the other one, ketchup? Yeah. Ketchup. Ngon quá. Rồi, mình ăn xong lại Jesse và Kay rồi. Còn được thêm một hộp bánh tráng nữa nè. Đúng rồi, tráng trộn Việt Nam. Yeah, mình phải chắc chắn là... Yeah. Hộp bánh tráng. Đúng rồi. Quý. Quý quá trời luôn á. Ok. Ok. Bye. All right, Jess. Oh, lấy chìa khóa xe chưa? Khóa xe lên lấy chưa? Rồi mọi người ơi, nè, vợ mình nè vô Executive Suite mà ăn bánh tráng trộn của Jesse nè. Với lại Kate nha. Lấy chưa? Đã chưa? Tuyệt vời. Quá đã luôn. Rồi mọi người cứ bấm like và subscribe nha. Brian sẽ cố gắng đi thêm mấy chỗ nào khác cho mọi người xem nha. Nếu mà mọi người coi tới lúc này thì cho Brian trái tim nha, hot nha. Ok. Chắc bây giờ là Brian sẽ đi relax chút xíu, xong rồi mình sẽ ăn bánh tráng trộn của Jesse and Kate and okay. And we call that a day, hả? Huh? Chị em muốn gửi lời chị Calista. Calista Đào ở Virginia. Nhớ comment trái tim cho em.
Đúng rồi, chị Calista nha. Ok. Còn mọi người ở đây nữa, ok. Chị My, anh Huy, please, anh Hùng. Ok. Yes. See you later. Ok mọi người ơi, mình gặp Jesse với lại Kate ngay đây bây giờ. The most beautiful woman in Vietnam right now, look at Jesse.